Hello everyone, welcome back to Hello Hub và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Và cocktail chính của ngày hôm nay đó chính là Daiquiri. Nếu như các bạn yêu thích rum cocktail thì đây sẽ là một trong những cocktail rất là basic, rất là simple, nhưng mà nó chỉ có với 3 thành phần chính mà tạo nên một cái lịch sử và rất là huyền thoại trong những cái classic cocktail. Daiquiri là một trong những cocktail rất là dễ làm, nhưng mà làm sao để mà có thể làm thật là ngon và thật là đặc biệt thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Và để làm được Daiquiri thì chúng ta sẽ cần 3 thành phần chính như sau. Họ sử dụng plantation rum, white rum, có nghĩa là rum trắng nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng aged rum. Chúng ta sẽ sử dụng lime là chanh tươi. Và phần cuối cùng là đường, nhưng mà không sử dụng simple syrup, nhưng mà sử dụng một loại đường rất là đặc trưng ở miền Tây Việt Nam, đó chính là đường thốt nốt. Thì lý do tại sao họ sử dụng đường thốt nốt và lịch sử của daiquiri thế nào thì mình sẽ nói sau khi mình làm cocktail rồi nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm daiquiri. Hazy mist, smoking rollies in the back of an Acura. Acting like we sober with the pigs on the back of us. Swerving through suburbia, you're bleeding nappy, yes. Only urban to you, call cheese, I'm the culture, you fucking boss. So your girl's eyes rolling bees, swear she ain't roll me on the road near the forest, but she forged for these nuts just for none. Now I'm busted, busted in your mama's house. Smack the taste out your mouth. The biscuits and dipping, then dip them in the tea that I'm spilling. Room spinning from the X in my system, pure sweating for a bop with my jostling visions. My girl crying on the phone, oh, I swear she a victim, cause her friend got evicted. Purple hickeys on my skin, always bruised like a peach. Just saw a click of the keys when I tweet. Black men don't cheat. When it rains, it pours, such a pity. Where you from in Dublin City? Don't be alone. If you roam, the longest way round is the shortest way home. It rains, it pours, such a pity. Where you from in Dublin City? I'm drowning in these sheets, purple lens round my neck. Kinda difficult to breathe, yeah, I'm gasping for some air. Why the fuck would I leave? Always surface slow when she tells me to leave. I'm grafting with grafting, handing leaves for the art. Why you leaving? We is trying. I'm an actor trying to start. Starring on my Insta, we got flex for the grime. Scooping up a couple grams like a pillar of sound. Sandman working heavy, feeling sleep at the wheel. Car starts spinning, I can't tell if it's real. Vậy là chúng ta đã vừa làm xong daiquiri. Và bây giờ họ sẽ nói về history của nhé. History của nó là một người Mỹ vào những cái năm mà thế chiến của nước Mỹ và Tây Ban Nha đánh nhau đó, thì ông này đến Cuba và làm về cái ngành là kỹ sư về khoáng sản. Thì rất là lạ không các bạn, là ông này không có làm về bartender, nhưng ông là cái người mà đã khai sáng ra cái daiquiri này chỉ với ba thành phần rất là đơn giản, đó chính là chanh, rum và đường. Ok, bây giờ mình sẽ thử ra rồi họ sẽ nói về cái cách làm và tại sao họ làm palm sugar là đường thốt nốt mà không sử dụng đường thường nhé. Ok, và cái này đó chính là một cái mà họ làm extra cho các bạn xem thôi, họ sẽ nói về nó luôn ha. Thì mình thử cái original, cái classic daiquiri. Cheers. Nếu mà để hiểu về daiquiri là cái mùi vị nó taste như thế nào thì nó giống như là nước chanh của mình nhưng mà lại với có rượu. Nếu như mình lớn lên ở Việt Nam mình hay uống là lemonade, là đá chanh đó các bạn, thì daiquiri sẽ giống vậy thôi, là đá chanh với rượu. Nhưng một điều đặc biệt là rum. Thì nếu như mà các bạn biết về rum ha, các bạn mà chưa biết về rum thì rum là làm từ mía hoặc là đường mật, nhưng mà nói chung nó xuất xứ của nó làm từ mía. Thì rum là cái liquor làm từ mía thì nên là cái độ ngọt của mía sau khi mà chưng cất thì sẽ không còn nữa. Nhưng mà và cái tính chất và cái thành phần của rum nó sẽ làm cho cái cocktail rất là ăn với nhau và nó tạo nên một cái mùi vị rất là thống nhất. Còn đây á, là cái daiquiri mà họ làm là dành cho những bạn nằm ở nhà đó, hay là trong cái mùa hè ở Việt Nam mà nóng nực đó thì mình làm là đá xay. Các bạn biết là cái daiquiri mà cái original khi mà được khai sáng ra đó thì nó được làm bằng một cái ly uống nước của mình, sau đó là đá dầm rồi đổ chanh, đổ rơm và đổ đường vào thôi.
Nên là cái này là giống như cái version này. Cũng là các bạn có thể thấy là daiquiri người ta sẽ làm trong cái máy xay sinh tố ha. Thì đó là biến tấu rồi. Nhưng mà hôm nay họ làm mới cho một chút vui thôi. Mình làm daiquiri xong đó rồi mình để đá xay và mình đổ vào thì nó sẽ làm lạnh cocktail của mình hơn. Cheers. Nó thú vị hơn bởi vì nếu như bạn có những cái house party thì daiquiri là một trong những cái cocktail mà bạn có thể làm tại nhà rất là dễ dàng. Còn sử dụng palm sugar là đường thốt nốt thì các bạn thấy là nếu mình sử dụng simple syrup là đường bình thường thì nó quá bình thường rồi. Không muốn làm một cái gì đó cho nó thêm được cái thành phần, cái khẩu vị nó lạ chút xíu. Để mình thử làm một lần nữa. Thì ở trong đây cái palm sugar, cái đường thốt nốt nó làm cho cái mùi á nó rất là nhẹ nhàng và cái vị ngọt rất là thanh. Bên cạnh đó là các bạn thấy là hào shake rất là mạnh và rất là lâu. Bởi vì daiquiri là một trong những cocktail rất là dễ nên là cái điều quan trọng là mình phải sử dụng là nước chanh tươi. Và điều thứ hai là phải thật là lạnh. Và điều thứ ba là hồi nãy bạn có thấy họ để một cái miếng vỏ chanh thì để cộng hưởng cái vị chanh ở khi mà mình shake á, thì nó sẽ làm cho cái cocktail của mình đậm vị chanh và tươi mát hơn, refreshing đó các bạn. Cho nên là đó là những cái tips mà họ muốn chia sẻ với mọi người, làm sao để mình có thể làm một cái daiquiri thật là ngon. Mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà cái skill, cái tip để mình có thể làm ra được một cái daiquiri rất là khác lạ với những người khác, hoặc là làm sao nó thật là classic và thật là đặc biệt. Thật sự các bạn là họ thích cái này hơn nha. Không biết tại sao, mặc dù là daiquiri là mình uống là phải syrup ấp như thế này. Còn phần garnish á, thì bạn có thể garnish với lại một miếng lime wheel, hoặc là một cái miếng chanh, hoặc là mình có thể làm cái peel hoặc là cái twist, tùy các bạn thôi. Và tập đến đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem đến cái thời điểm này ha. Nếu bạn yêu thích cái video này cũng như là kênh YouTube này, đừng quên là để lại cho một nút like nè, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi họ trong thời gian qua và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ngoài họ nha. Đó là một trong những cái động lực mà họ có thể làm thêm những cái tập tiếp theo và sáng tạo thêm những cocktail của mình, cũng như là làm thêm về wine, về rượu các bạn ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.